Chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cầm đây một con đầu giải mã âm thanh DAC DA800 của hãng Zinet. Và các bác và anh em thân mến, đây là con đầu giải mã thông số 32 bit và 385 kHz. Và tính tới thời điểm hiện tại mà em bán rất là nhiều những con đầu giải mã, thế nhưng mà ở phân khúc giá dưới 3 triệu đồng để có được con đầu giải mã 32 bit thông số cao như con này thì thật sự với các bác và anh em là cũng rất là hiếm hoi. Và cũng có ít cái sự lựa chọn hơn. Nếu như mà tầm trên 3 triệu hoặc là 24 bit đi thì các bạn anh em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng mà 32 bit mà lại dưới 3 triệu đồng và thông số rất là cao, cũng như là những con chip của nó, chip ES của Mỹ này, chip QCC, chip Qualcomm này, vân vân, thì nó sẽ có ít cái sự lựa chọn hơn. Và ngày hôm nay thì em muốn đem đến cho quý vị và các bạn một con đầu giải mã âm thanh cực kỳ là chất lượng để anh em cùng theo dõi. Về bên ngoài thì các anh em thấy vẫn là một cái hộp đóng gói rất đơn giản thôi, khá đơn giản. Giấy cắt tông, giấy tái sử dụng và đây sẽ có hình nốt nhạc. Bên cạnh đây thì hãng thứ nhất là gọi ghi luôn cái modem sản phẩm, cũng như là những con chip nổi bật anh em nhé. Chip nổi bật thì anh em thấy có đây, đây này, chip ES này, 9018K2M này, chip SA9227A này, hoặc là chip của Qualcomm QCC 5125 hoặc TBA 612, vân vân. Đấy, em sẽ nói qua. Và đặc biệt Bluetooth con này có hỗ trợ LDAC các anh em nhé, hỗ trợ LDAC. Đấy, tức là LDAC này, tức là một công nghệ độc quyền của Sony về truyền âm thanh chất lượng cao không dây anh em nhé. Thì đây em sẽ đặt hộp một con cho các bạn anh em cùng theo dõi. Thứ nhất là sẽ có một cái dây cáp quang, thì anh em thấy không, con đầu giải mã 32 bit mà nó tặng anh em mình một cái dây cáp quang nhìn nó đã không ưng rồi, thế nên là em sẽ tặng anh em một dây cáp quang xịn hơn. Đây là một cái điểm trừ nhỏ nhỏ thôi, gần như là hãng nào cũng thế anh em ạ, gần như là những cái phụ kiện về dây cáp quang hãng nào họ tặng kèm cũng cái dây nó kiểu như thế này, mình không hiểu vì sao. Kể cả con đầu giải mã con của Topping hoặc là những con đầu giải mã cao cấp hơn, em thấy con đầu giải mã nó rất đắt tiền, không hiểu vì sao tặng dây quang nó như thế này. Thì anh em yên tâm là em sẽ tặng các bác và anh em một dây cáp quang của Hotech rất là xịn. Anh em có thể thấy cho toàn bộ đầu giác kim loại mạ vàng, phần tiếp xúc này nó sẽ không bị mòn. Đấy, thân giác và dây liền bộ mạch nó sẽ là cái màu trong và ở cái lõi xanh ở bên trong. Và dây này sẽ có chiều mũi tên anh em nhé. Nếu như mà anh em khắt khe hơn thì có thể kết nối theo chiều mũi tên giúp em. Đây này, dây này của nó cực kỳ là cầu kỳ này, Hi-Fi Digital này, Optical này, chiều mũi tên này anh em. Vì cái chữ nó trong này hơi khó nhìn một chút, em thử lấy nét cho mọi người xem có thấy nhìn được không? Nhìn được không? Đó, anh em thấy chưa? Và dây rất là mềm, anh em thấy dây cực kỳ là mềm và em rất thích cái dòng dây này. À, dây quang cho anh em rất là xịn. Yeah. Rồi, phụ kiện tiếp theo, một dây Bluetooth. Con này kết nối không dây của nó rất là ngon. Một dây nguồn. Một dây USB để kết nối với cả máy tính. Anh em thấy chưa? Dây USB con này nó sẽ thay đổi một chút, nó không phải là kiểu kết nối phổ thông như hình ngôi nhà như lần trước nữa. Mà đây sẽ là cổng USB bằng chân Type-C, truyền tín hiệu tốc độ cực cao và dung lượng lớn. Chân Type-C và cổng USB kết nối với cả máy tính. Được chưa? Dây nguồn con này bóc cho anh em xem. Rồi, cái dây nguồn cực kỳ là ngon, nó không khác gì một cái dây nguồn máy tính và cái chiều dài của nó cũng rất ok anh em nhé. Có khá nhiều con dây nguồn nó hơi ngắn một chút, anh hơi cắm con này khoảng 2 mét, dây nguồn của nó này không khác gì dây nguồn máy tính. Cái adapter 2 mét anh em nhé, khá là đẹp. Rồi, và nội dung chính của chúng ta đây để anh em cùng theo dõi cho. Em sẽ bỏ ra một bên nội dung chính của chúng ta đây. Một con đầu giải mã âm thanh DAC DA800 thì anh em thấy cho là cái hình thức bên ngoài nó toàn bộ được làm bằng nhôm phay rất là đẹp, anh em nghe em có rất chắc chắn nhôm phay. Bên này cái sườn bên này, cái màu của nó nhiều kiểu nhôm xước anh em nhé, kiểu xước xước ấy. Phía dưới này sẽ có 4 miếng điểm mút cao su để anh em đặt, được chưa? Và những đầu rắc nhá, trước đây em nhìn bên ngoài trước thì mình sẽ đánh giá sau. Bên ngoài những cái đầu rắc này toàn bộ mạ vàng rất chắc chắn và dây Bluetooth em sẽ kết nối luôn vào đây cho các bác và anh em cùng theo dõi. Các bác anh em muốn quan tâm về cái chip giải mã của con này thì em có một cái video clip cách đây mấy hôm em tháo bên trong ra để các anh em xem lỗi soi bên trong. Anh em có thể xem lại nhá. Thì em đỡ phải tháo, nó mất thời gian của các bác và anh em. Con này nó có hai cái này, nó có hai đường quang, với một cái ưu điểm đầu tiên là hai đường quang, một quang vào, một quang ra, anh thấy chưa?
hai đường cáp quang. Input của nó sẽ có Bluetooth này, optical coaxial, và đường ra có đường AV và đường optical out. Rất nhiều anh em dùng nhiều thiết bị có thể tận dụng cổng này, cổng optical này nhá. Rồi, và phía trước mặt của nó đây thì nó sẽ có logo này cũng như là cái modem của sản phẩm DA800, và sẽ có hai cổng ra tai nghe, một là cổng 3.5, hai là jack 6 ly anh em nhá. Jack 6 ly, nếu như những người mà châu Âu thì họ hay sử dụng cái tai nghe 6 ly chất lượng cao, đặc biệt là những sản phẩm nào mà xuất cho thị trường châu Âu thì họ hay chú trọng tới cái chuẩn tai nghe 6 ly này, thì anh em để ý sẽ thấy. Và đây là có một cái duy nhất một cái nút volume, cũng là nút chuyển chế độ luôn, cũng như bật tắt luôn, nút đa năng luôn đấy cho anh em. Đây sẽ có cái đèn báo coaxial optical USB Bluetooth này, anh em thấy chưa? Có 4 chế độ vào và hai cái đường ra nhá, có cái đường quang ra các anh em nhá. Rồi. À, trước này thì anh em có thể thấy nó sẽ có logo Zenith này, và Hi-Fi Digital Audio Decoder này, và nó còn sẽ có tính năng nổi bật, đúng là cái gì hay ho thì người ta đều khoe ra cả, anh em đập ngay vào mắt chúng ta LDAC, và hỗ trợ nghe nhạc DSD là viết tắt của gì nhỉ, Direct này, Stream này, Digital. Đây là một dạng là nén chất lượng cực kỳ là cao. Thì anh em nhá. Rồi, ok, mình sẽ lắp cái dây nguồn vào để anh em cùng tham khảo nhá. Dây nguồn này thì anh em có thể cắm điện 100 hoặc 220V đều được. Em sẽ nhắc lại một chút nhá. Rồi, cắm dây nguồn. Ok. Đầu tiên anh em sẽ kết nối, và thông số của này là 32 bit anh em nhá. Và hỗ trợ tần số lấy mẫu cao nhất lên tới 385 kHz, được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta dùng cổng nào chúng ta kết nối cổng đấy. Nếu như anh em dùng cổng optical đi thì em sẽ kết nối cổng optical cho anh em, được chưa? Đầu dây quang của em luôn nhỉ. Đây rồi. À, dây quang này thì các bạn anh em sẽ được tặng kèm nhá, để đúng cái dây mà em đang dùng đây. Được chưa? Em sẽ tặng. Kết nối dây quang, và các bạn anh em chú ý cho nhân là có hai đường quang học vào. À, nó sẽ có hai đường quang thì anh em đừng khi cắm vào phải là input nhá. Rất nhiều bác lại cắm nhầm ra đường output, nó sẽ không ra tín hiệu đâu ạ. Anh em thấy chưa? Đường vào phải là input. Đấy, cắm vào đường input. Ok. Và đường ra là đường output đây. Các bác và anh em cắm ở mi xuống hoặc cắm xuống con vang cũng được. Yeah. Và đường quang này anh em hoàn toàn có thể xuất sang một thiết bị khác, vào đường quang và có đường quang khác là lai ra thiết bị khác. Yeah. Vào Bluetooth vẫn xuất ra quang, vào USB vẫn xuất ra cổng quang. Các bác anh em yên tâm. Rồi, bật nguồn đã bật sẵn rồi nhé, tắt đi thì ấn giữ 2 giây là tắt này. Rồi mình sẽ bật lại cho các bạn anh em này. Bật nguồn các bạn anh em ấn một cái, ấn nhanh một cái, đèn sáng. Rồi, anh em chuyển sang chế độ optical rồi, được chưa? Optical. Và vặn volume lên. Còn này volume vô cực. Volume vô cực anh em nhé. Anh em sẽ bật TV, bật âm ly. Đang test là con loa cây của Dali Đan Mạch. Con này bát của nó cực kỳ tàn bạo. Các bạn em nó chép rất là sáng. Đây là cổng quang. Các bạn em đây là test cổng quang. Và bây giờ các bạn em muốn kết nối với cả máy tính thì các bạn em kết nối cái dây này. Cổng Type-C này kết nối với phía sau USB. Anh em nhìn cổng USB này đừng coi thường nhé, nó sẽ tốt hơn là cổng chuẩn khác đấy, nó tia nhỏ thôi. Và đường này anh em sẽ kết nối với cả máy tính hoặc là kết nối với cả điện thoại. Bằng cách nào? Kết nối điện thoại thì các bạn em có thể dùng qua cái dây OTG như này để dây iPhone. Còn nếu như các bạn em dùng điện thoại Samsung thì kết nối cả bằng dây khác. Kết nối cả điện thoại thì các bạn cắm vào đây và cắm vào cổng chân sạc của điện thoại iPhone. Đó, như lúc này thì xuất tín hiệu âm thanh kỹ thuật số đi ra để chơi nhạc. Hoặc là các bác và anh em muốn kết nối Bluetooth không dây cũng rất là hay. Đó. Và dây này em còn có cả dây chuẩn này cơ, không ngoài iPhone ra còn có chuẩn Samsung, chuẩn Type-C như này để các anh em chơi. Nếu như các anh em mua kèm thì em sẽ để mức giá tốt cho các anh em, và cuối cùng là em sẽ báo giá luôn cho các anh em sản phẩm này. Con này DA800 của hãng Zenith có mức giá là 2.850.000 đồng các anh em nhé.
Một con đầu giải mã 3 bit và khuôn khúc giá dưới 3 triệu đồng này có thậm chí có hai đường quang, một đường quang vào, một đường quang ra, như vậy mức giá rất là tốt để các bạn anh em chơi. Mọi thông tin chi tiết các bạn anh em vui lòng nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại của bên em để đặt hàng và sản phẩm được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong 1 năm, em nhắc lại nhé, để các bạn anh em yên tâm sử dụng. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.